Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2021. Nhà vườn em lại tiếp tục lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp, chuẩn mặt hoa, chuẩn con giống, chuẩn vùng miền để cho các bác sưu tập. Sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu. Em đi vào chi tiết tiền đơn hàng. Trước tiên vào chi tiết tiền đơn hàng, cũng kính mong quý anh chị cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày khi nhà em lên đó. Để mở đầu cho video ngày hôm nay nhà em thì em lên một cây lá kỳ sọc phát tài đó nhá, lá kỳ sọc phát tài để lên một kỳ này đó. Bản lá nó rất là đẹp và những cái cây lá kỳ này em không cung cấp mặt hoa đó. Kỳ này em nói luôn là em mới sang trồng cây này, cây thuần trồng các kỳ cắt khúc ươm tự nhiên này, nó rất là đẹp. Thế nhưng em vô tình khi đi lấy về để trên là xe nó bị lật, nó lật em chuyển chậu vào chậu nhỏ luôn, chuyển vào chậu nhỏ luôn để cho em gửi hàng cho các bác cho nó tiện. Như những cái cây thuần chậu thì các bác sưu tầm rất là ok nhé. Em chia sẻ giá là 700.000 đồng đó, 700.000 đồng cho kỳ sinh số 1 đấy, nó thuần chậu này. Đây em cũng nói luôn với các bác này, cái kỳ này hôm trước em đã bán này, em đã bán đi, nhưng khi mà bác kỳ này là kỳ bác của bác Hải Phạm à, đó bác là bác bên làm y tá, bác đi bác sĩ, bác làm đi chuyến đi công tác nhờ người gửi, nhưng mà cái người nhận người ta lại không cho số, người nhận người ta lại không nhận được đó, cho nên là em phải quay về. Em nói luôn với một cái kỳ như thế này, em chuyến vào tận Bình Phước 17 ngày rồi mà bây giờ cây của em vẫn như này đó. Cái kỳ này kỳ lá kỳ núi chúa đấy, hôm trước em chia sẻ rất là nhiều mà đến ngày hôm qua mới bắt đầu quay về đấy, em cho quay về mà cây nó vẫn còn khỏe như này. Thế nhưng em không dám chia sẻ cây này, em nói luôn thế, cây này trước em bán đi rồi, nhưng cây này cũng có thể là bác nào lấy cũng được, nhưng mà chuyển khoản cho em đi lại vườn nuôi, sau khi nào mà cây nó khỏe ổn định đủ điều kiện đi gửi thì em sẽ gửi cho các bác. Cây này em không đánh số nhé, cây này là chuyển khoản cho em nuôi lại khoảng 1 tuần, vì cây này cũng nói luôn là mới về, nó vẫn tuy nhiên nó vẫn còn khỏe, thế nhưng vừa mới về mới bây giờ em lại gửi tiếp thì là nó sẽ là thành yếu, cho nên là em sẽ nuôi lại khoảng 1 tuần xong em gửi cho các bác nhé. Địa chỉ nhà em là ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đó. Làm ăn thì nó phải uy tín một chút, kể cả các bác mua thì cũng vậy. Thì tất nhiên khi các bác mua thì các bác cũng phải đặt niềm tin vào từng nhà vườn, chẳng hạn là cái cây nào từ mặt hoa trở đi thì các bác sưu tầm nhá. Còn thì em không bán lôm nha lôm nhôm như người khác đó. Thì còn cây, ví dụ cây các bác đuổi lại này, thỉnh thoảng bảo em quay video gửi cho các bác xem, theo dõi xem cây nó như nào rồi đó. Hình số 1 là 700.000 đồng. Đó, còn cái cây này là em không lấy số thôi nhá, em đã để cho bác Hải Phạm đó. Thế nhưng bác không nhận được bởi vì bác đi công tác, nhờ người nhận thì người nhận này không nhận cho, nên em phải quay về. Sau đây em chuyển sang hình số 2 hình số 3. Đây là một chậu là 5 cánh trắng sơn nữ tiến đạt đó, em chỉ ghi là sơn nữ tiến đạt là hình số 2. Trước tiên vào cái mặt hàng này thì em cũng mời các bác ngắm cái khuôn hoa này. Với một cái khuôn hoa thì các bác cho là có đáng đi sưu tầm hay không. Đó, nó rất là đẹp, bông hoa nó đẹp như này. Đấy, khuôn hoa nó tựa như là hàng HO. Đó, nó rất là đẹp. Đấy, chuẩn mặt hoa, chuẩn vùng miền, chuẩn con giống thì cho các bác sưu tầm luôn. Đó, đây, khuôn hoa đây. Và các bác nào mà muốn lấy mặt bông này, mời bác vào Zalo theo số điện thoại 0972 197255, Zalo của em Nguyễn Mạnh Hùng, em sẽ cung cấp từ cái mặt hoa rồi đến là cái nguồn em mua cho các bác yên tâm nhá. Đó, hình số 2. Đấy, em chia sẻ một cái kỳ này có thước mét rồi, tính cái dây thước mét ngoài kia. Cái kỳ này khoảng 13 cm các bác nhá, khoảng 13 14 cm là cái kỳ này. Em chỉ cắt khúc nhưng em không cắt ngay đó. Đây là cái thân mẹ nó này đó, tất cả là đều có giá rồi
đây cái thân mẹ, lá mẹ nó này. Đó. Lá mẹ nó và hai cái mầm gốc này. Thì em chia sẻ kỳ thôi. Đó. Em chia sẻ cái kỳ này nhé. 600.000 đồng. 600.000 đồng cho hình số 2. 600.000 đồng cho hình số 2 là kỳ này. Kỳ này, mời các bác là chụp lại màn hình giúp em, tay em cầm. 600.000 đồng cho hình số 2. Đó. 600.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 3. Hình số 3 là cái kỳ thứ hai từ dưới lên này. Vâng. Cái kỳ này nó khoảng chừng 7 cm. Bây giờ bắt đầu quay này. 7 cm. Kỳ này, tay em cầm. Tất cả là đều của đã có giá. 7 cm. 500.000 đồng cho hình số 2. À hình số và hình số 3. 500.000 đồng cho hình số 3. Đó là kỳ này. Đó, cắt cắt. Đó, em cắt luôn cho các bác. Giá này. Bật vào đây. Đó. Đây là hình số 2 các bác nhé. Hình số 2 thì là 600.000 đồng. Đó, hình số 2 600.000 đồng. Cắt lên trên. Đó. Cắt. Thì cắt vào cái mầm bia. Hình số 3 là cái kỳ này. Kỳ này các bác nhé. Là kỳ này. Và một cái kỳ nó nhỏ. Cái nhỏ này thì em không tính. Đó, nó có thể thắt ngọn này, nhưng mình vẫn lấy được cái mầm gốc. Đó, và nó có một cái mắt ngủ chỗ tay em cầm này. Đó. Là 500.000 đồng cho hình số 3. Đó, 500.000 đồng cho hình số 3. Thế mình chuyển sang hình số 4. Hình số 4 nó cũng có một cái mắt ngủ này. Đó, và một kỳ. Đó, và kỳ này. Đó, kỳ này. Bộ giá là khỏe. Thì cái này thì trước khi em gửi là em cũng trồng vào một cái chậu này để em gửi cho nó an toàn cơ. Nhá. Cũng là 500.000 đồng chuẩn mặt hoa và chuẩn con giống cho bác sưu tập. Em chuyển tiếp theo sang hình số 5. Hình số 5 là một cái kỳ này. Cái này nó là một cái kỳ lách trên thân như lâu rồi. Đã thuần chậu thì cái này em nhổ cái đó nó lên chuyến này. Chuyến này nó rất là ổn định. Đó. Rồi nó lên cả vòng này. Đó, cái kỳ này đã dài được khoảng 18-19 cm. Đó. 18-19 cm, ngọn đi nó rất là khỏe. Em chi phí giá là 800.000 đồng cho hình số 5. Đó. Còn lại cái đoạn mắt ngủ này, nếu bác nào mà thích làm một cái mắt ngủ nhá. Một mắt này 2 3 4 5 6 mắt. Thì em chia sẻ là 300.000 đồng, em cắt xuống đi đây. Để cho các bác ươm nhá. Đây có các cái mắt nó này. Đấy, mắt nó này. Đó. Đây là mặt hàng sơn nữ Tiến Đạt. Thì sau đây em chuyển sang hình số 6. Đây là cây 5 cánh trắng tuyết ngọc. Thì em chia sẻ một cái kỳ này. Cái kỳ này là cái mầm gốc lấy già. Gần được 40 cm rồi. Chắc được 3 mấy cm. Đó. Đó. Kỳ này. 5 cánh trắng tuyết ngọc. Em chia sẻ giá là 500.000 đồng cho hình số 6. Là cái kỳ tay em cầm này. Đó, tay em cầm này. Em chuyển tiếp theo sang hình số 7. Đó là cái kỳ năm thứ 2 này. Kỳ này nhá. Đó, em chia sẻ giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng cho kỳ hình số 7 này. Đó. Kỳ này. Kỳ tay em cầm này. Đó. Rồi em mời các bác thử làm khuôn hoa 5 cái trắng tuyết ngọc. Đó. Bảo hành chuôn mặt hoa này cho các bác. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 8. Thì đây là cây 5 cái trắng minh hiệp. Đây là cái kỳ năm thứ 2, cái mầm gốc năm thứ 2. Mầm gốc đã dài được 2 này. 4 này, 6 đến 70 cm rồi. Còn đi quá mạnh này. Đó. Mọi nhìn cái đầu lá nó đi mạnh như này. Đó. Và một cái thân mẹ nó lên một cái kỳ. Nó lên một cái kỳ. Đây, và kỳ nó đã ra rễ, các bác nhá. Đã có rễ này. Hôm trước có một loạt kỳ. Năm 1 thì em cũng đã bán rồi. Còn là em chia sẻ kỳ năm thứ 2 thôi. 1.800.000 đồng cho hình số 8. Sau đây em chuyển sang hình số 9. Hình số 9 cũng là một chậu kỳ năm thứ 2. Đây. Một thân mẹ này. Đây là thân mẹ này. Và một mầm gốc. Mầm gốc là dài là 2 này. 4 này. Hơn 60 cm. Hơn 60 cm ngọn này. Đi rất là mạnh. Đó. Đó, 1.500.000 đồng cho hình số 9, 5 cánh trắng minh hiệp.
1.500.000 đồng. Và bảo hành tuyệt đối cho các bác là khuôn hoàn 5 cái trắng minh hiệp này. Đó. Và ngắm khuôn hoàn. Đó. Mắt này, mũi này. Nó rất là đẹp. Gần tựa như bông của Hà Tĩnh các bác nhé. 5 cái trắng minh hiệp. Và sau đây em chuyển sang hình số 10 và số 11 thì em còn hai kỳ 5 cái trắng long điệt. Đó, kỳ này thì em cũng nói luôn hai kỳ này đã mới chuyển sang chậu. 300.000 đồng cho hình số 10 này. Đó, cây này lấy của anh Tuấn ở Tam Nông Phú Thọ. Đó, 5 cái trắng long điệp 300.000 đồng này. Hình số 11 cũng là một kỳ này. Đó, cũng là 300.000 đồng cho hình số 11. Và mời các bác thường lãm khuôn hoa. Đó, 5 cái trắng long điệp dòng này cánh nó rất là bay. Này, hỏng nó này, hồng hồng, có tí ở hồng này, đó, rất là đẹp. Sau đây em chuyển sang mặt hàng khác là 5 cây trắng Phú Thọ. 5 cây trắng Phú Thọ thì em chia sẻ một cái kỳ này, đó, một kỳ này, với cả chậu các bác nhé. Đó, 400.000 đồng cho hình số 12. Em chuyển sang hình số 13, hình số 13 cũng là một kỳ này, đó, một kỳ. Cũng là 400.000 đồng cho hình số 13. Sau đây chuyển sang hình số 14. Hình số 14 là đây là cái kỳ nó rất là tốt. Nó chừng hơn chục sen. Chục sen. Tầm 12 sen. Khoảng 12 sen. Thì những cái kỳ này là kỳ của nhà em nuôi từ lúc trước. Trước khi xuống kỳ, cái lốt kỳ em làm công ty với anh em nhá. Thì chia nhau ra về thì em bây giờ em nó thuần chậu lâu rồi. Và em chia sẻ này. Đó, một kỳ này. Đó. Đó, đây là tất cả cái lúc kỳ của những cái chậu bọn em làm công ty này. Đây, lúc khi mua là bọn em đã sưu tầm những cái hàng hàng chọn hàng tuyển rồi. Đó. Đây, những cái thân nó rất là to. Đó. Thì sau nó lên loạt kỳ. Đây là trước cái nick Facebook của em. Đây, như cái nick Facebook này em đã bị người ta hack mất nick Facebook rồi. Thì bây giờ người ta lấy lại để bây giờ vẫn còn cái nick Facebook này là nick Facebook này bây giờ thuộc về của người khác rồi. Đó. Nhưng còn hình ảnh của em là vẫn còn đây. Đó, là em chia sẻ nguyên một cái kỳ như này là 1.000.000 đồng. Đó. Giá cả thì nó theo thị trường. Em nói luôn thế, trước là mua 950 1.000.000 một sen, bây giờ lên kỳ bằng này bán 1.000.000 đồng, chỉ một kỳ hơn chục sen. Đó. 1.000.000 đồng cho hình số 14 thôi nhé. Em mà chuyển tiếp sang hình số 15 cũng là một kỳ 5 cây trắng Phú Thọ. Kỳ lá này. Cây này là chế độ ăn nắng, nó lá nó rất là dày. Bởi vì ở vườn này em này, cây này là em chăm được từ nhỏ lên. Khi lấy ra về em trồng ở chậu, ấm chậu, đó, rất là đẹp. Cũng là 1.000.000 đồng cho hình số 15. Em chuyển tiếp sang hình số 16 cũng là một kỳ này. Đó. Một kỳ. Đó. Cũng là 1.000.000 đồng cho hình số 16. 1.000.000 đồng cho hình số 16 này. 5 cái trắng Phú Thọ này. Đó. Em chuyển tiếp sang hình số 17 này. Là một kỳ này. Đó, một kỳ này. Đây các bác nhìn chẳng bảo là cái ngấn này nó vào không phải nhá. Cái ngấn này như sau này là nó không có. Đấy, còn đôi vẫn nhưng mà ngấn này nó đỏ này. Đó. Và nó có một cái mầm nữa đang lên này. Có cái đầu. Đó. Cũng là 1.000.000 đồng. Cho hình số 17. Và các bác cũng không lạ gì khuôn bông 5 cây trắng Phú Thọ nữa. Đó. Em chuyển tiếp sang hình số 18. Đây là cây 5 cây trắng bò lu kim bôi. Của nguồn cây là từ bác Lê Anh ở Vĩnh Nhân Vĩnh Phúc. Đó, một kỳ này, một kỳ. Đó, em chia sẻ giá 300.000 đồng. 300.000 đồng. Đó, 5 cây trắng bò lu kim bôi. Đó, em chuyển tiếp sang hình số 19 này, cũng là một kỳ này. Kỳ này nhỏ hơn chút, ngắn hơn chút. Đó, em chia sẻ giá là 250.000 đồng. Đó, em chuyển tiếp theo sang hình số 20, cũng là một kỳ và còn hai mắt.
còn hai mắt nữa này, một ti và hai mắt cũng là 250.000 đồng. Thì em cũng mời các bác lãm khuôn hoa 5 cánh trắng bờ lu kim bôi. Đây là khuôn hoa 5 cánh trắng bờ lu kim bôi của Hòa Bình đó nhé. Đó, bảo hành tuyệt đối cho các bác là khuôn hoa này. Còn hàng chuẩn giống thì các bác yên tâm sưu tập. Đó, ngày hôm nay thì em cũng chỉ lên 20 hình thì em đã giới thiệu xong. Thì cuối video cũng cho như thường lệ cho em cùng xin gửi lời chào và chúc tết toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ. Em chào tạm biệt các bác.